Chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Vivu. Hôm nay gia đình mình sẽ đi đến một nơi vui chơi cho trẻ em phù hợp với những gia đình đi chơi vào dịp cuối tuần. Chỗ nhà mình đi có tên là Kiguza. Đây gần bờ sông cho nên rất là mát. Rồi, đây Kiguza Planet, hành tinh Kiguza. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên thang máy ở đây. Ở trong đây có một cái thang máy. Rồi, đã lên tới tầng 1. Hôm nay là quốc tế thiếu nhi cho nên có combo 3 tiếng đồng hồ là 450.000. Bin, mang vớ vô đi con. Đi, đi ra đây Bin. Cầm dây lên. Bin ngồi mang vớ đi con. Bỏ giày vô một cái tủ, con tự chọn một cái tủ mở ra. Dạ, Bin chắc đi con. Cái hộp khá bự, có thể để được nhé. Nó cho 3 người, một gia đình nhỏ. Bin ngồi mang vớ. Rồi, bây giờ tới Bin mang vớ nha. Đó, mình có thể thấy là tổng quan đây là chỗ mà cho phụ huynh ngồi nghỉ trong lúc mà con chơi. Còn đây là khu vui chơi của nít. Mình thấy là những cái trò chơi nó vận động và những cái cục nút thì cũng giống như những cái chỗ khác thôi, nhưng mà nhìn nó có vẻ như là thiết kế đẹp hơn. Đây là hệ thống cầu cục lớn. Đó, còn bên đây là cái chỗ mà ngồi nghỉ rộng hơn cho phụ huynh. Phụ huynh nào mình thích thì là sẽ thích ở đây đó, tại vì mình phụ huynh có thể vô ngồi nói chuyện bạn bè, còn trẻ em thì có thể chơi gì thì tùy thích. Đây, bây giờ hai bố con mình sẽ chơi cái này. Cái chỗ trò chơi này là những cái cục ô vuông rất là mềm để mình nhảy xuống đó, có những tấm lưới nữa. Rồi bây giờ Bin bắt đầu chơi nhé. Chơi đi con. Chơi làm sao? Con nhảy vô con chơi, nhảy xuống vậy thôi. Đó, đi lên đây nhúng nhúng nè. Mạnh lên. Trời ơi. Mấy cục đó em con? Hả? Dạ em. Đâu nhảy xuống coi đâu không? Trời. Rồi bây giờ Bin sẽ leo núi nha. Bin cầm cái dây Bin leo lên con. Sao được không? Làm nổi không đó? Cố gắng lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Lên mạnh lên con. Con phải cầm cái dây á, con phải cầm cái dây á chứ không lên nổi đâu á nha. Con phải cầm cái dây đó. Rồi, cắm nắm lên trên. Nắm lên trên luôn. Ừ, cố lên. Cái cục này là để con nắm á. Nè, con thấy cục này không nè? Đây là con phải nắm cục này nè, đó. Cầm này là kéo lên xong nắm lên cục này, mấy chỗ có chỗ lên á. Này để chơi vận động đó, đúng rồi, kéo lên, đạp lên. Tu dây lên mạnh lên. Rồi, nắm lên trên, đúng rồi, nữa. Trời. Bin đã thất bại trong trò chơi leo núi, bây giờ Bin sẽ thử sức vượt qua cầu khỉ. Này chắc dễ rồi. Bây giờ hai bố con mình đã chơi thử ở bên cái ô vuông này rồi, những cái ô vuông mềm, rất là mềm nha. Bây giờ Bin sẽ thử sức ở cái cầu tuột xoắn ốc. Đó, mọi người có thể thấy cầu tuột xoắn ốc ở bên kia thấy không? Ở dưới là bong bóng, không, ở dưới là giống như là nhà banh vậy đó. Bin đưa bố một cái banh màu trắng rồi. Đưa bố, gì vậy? Bin xa lầy rồi, không đứng dậy nổi. Đưa bố cái banh màu trắng rồi. Không có quậy. Đưa. Đây là trái banh. Trái banh màu trắng. Đây. Ồ, cái này bị móp rồi nè. Rồi Bin chơi cầu tuột đi Bin. Cầu tuột có thấy hơi hấp dẫn á, nhưng mà hình như cầu tuột phải đi bên kia xong mới tuột quanh đây á. Phải đi lên trên cái chỗ trên này nè, rồi mới tuột xuống nè. Ở đây mình thấy mọi thứ đều được sử dụng cái vật liệu được sơn màu trắng, cho nên nhìn rất là sạch và khá là đẹp. Đó, giờ Bin với bố sẽ đi tìm cái chỗ đi lên để tuột xuống. Nó ở bên đây nè. À,
Rồi bây giờ vô không biết bố được vô không nữa. Trời ơi, cái chỗ này nó sao bố được vô đây không biết. Trời, cái chỗ này sao qua được. Ấy chà. Bên đại bố. Bố bự quá Bên. Ai da. À, hồi nãy bên kia đi qua đây được rồi, đi đi con. Đi đi. Trời ơi, những cái đường này là rất là khó khăn nha. Bên phải chui qua mấy cái này nè con. Phải chui qua đó nè. Rồi đi. Bố phải vượt chướng ngại với Bin luôn á, vất vả luôn á. Gì đó, trái banh hả? Trái banh gì đó. Trời, leo đây sao bố leo ta? Nhỏ xíu vậy là sao bố leo được? Khoan khoan đợi, đó là Bin tụt xuống đi. Ủa tới tới trên cao chưa con? Rồi mình đã ra ngoài để mà quay tiếp nè. Rồi Bin đi tiếp đi con. Đi tiếp. Mấy cái chỗ này là để cho con nít quen với những cái trò vận động, mình thấy rất là tốt nha. À, các bé sẽ rất là linh hoạt. Bin đang chui qua một cái ống. Đây, ghê ghê ghê. Bin thám hiểm dữ nha. Đó, chặng đường gian nan của Bin sắp tới. Đó, đây cái thử thách. Đó, giờ leo lên rồi đu lên lưới nè. Cái chỗ này khó nha Bin. Khi mà mình leo trèo nhiều thì cái phản xạ mình tốt hơn, với lại mình không có sợ những cái treo leo. Nói chung là cũng giúp cho bé có cái khả năng linh hoạt hơn. Bin đã đi tới cái cầu tuột xuống rồi nha mọi người. Rồi Bin xuống đi con. Đây đó, vừa đó mọi người thấy Bin không? Đó, Bin sẽ tuột xuống. À hay, tuột nhanh lên, tuột nhanh lên. Tuột nhanh nữa lên. Sao tuột chậm dữ vậy? Còn đây là em họ của Bin luôn, em Kha. Á chà. Đây, đây là Bin nhanh đang leo núi. Ghê ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Bin ghê vậy con, với lên, với lên. Trời, Bin ghê vậy. Bin với lên. Đây, anh Dan leo lên đây nè, anh Dan là chuyên gia leo núi nha. Bin leo nữa không con? Bin leo nữa không? Bin leo nữa không con? Bin leo nữa không? À, chị Bin qua đó đi, bố Bin đi, đi qua đó leo. Đó, bác Đức cũng muốn xử luôn. Không biết ở đây có quy định cấm người lớn chơi không nè. Thư đồ của khu vui chơi hết. Ý nha, Mian cũng leo luôn. Mian leo luôn mọi người ơi, trời ơi, dữ thần chưa. Trời ơi, Mian leo dữ vậy con. Ôi trời, nhảy xuống luôn hả. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Đó, bé nhỏ nhất lên nhà đó mà leo núi kìa, ghê chưa. Với sự hỗ trợ của ba mẹ thì bé đã leo được, đã hoàn thành được. Ghê chưa, ghê chưa. Mọi người thấy ghê chưa? Đó, bé ghê lắm, mọi người thấy ghê chưa nè. Quay cho mọi người coi cái vàng để mà đi sang cái chỗ đu xích đu, đu cầu tuột chứ. Đó, đây là cái bộ khung để mà mình vượt qua chướng ngại vật để mình tính cầu tuột. Rồi, bây giờ mình qua mình trải nghiệm cái thảm nhúng đi. Mấy đứa nè, qua đây trải nghiệm thảm nhúng đi. Đó, đây là khu vực thảm nhúng. Nhúng, nhúng. Đó là con Dan kìa. Dan nhúng quá trời luôn kìa. Đó, mọi người đây, đây là cái thảm nhúng đó. Dan, anh họ của Bin, em họ của Bin nhảy rất là ghê nè. Đó, chú Đức quậy Bin á. Bin đã nhát rồi bị quậy nữa. Đó, Bin lại tiếp tục rồi. Đó, giờ mọi người sẽ đi qua một cái chỗ khu khác.
để mà liên thông những cái dãy cao trên này nè. Đó, khá là hấp dẫn. Bây giờ nhà mình sẽ thám hiểm đường trên cao. Còn đây là cái chỗ khu vực chơi của mấy em bé nè. Ở đây là mình chơi như là tô tượng rồi làm thủ công. Đó, có những cái đồ để mà mọi người có thể sáng tạo thủ công ở đây. Có vải luôn, có nhiều đồ chơi lắm để mà mấy em làm thủ công làm đẹp lắm. Đó, đây là thư viện. Đó, có ghế lười nữa. Ủa, có phim hoạt hình nè. Wow, đã ghê chưa. Trong thư viện thì có một cái bảng để chơi logo nữa. Có rất nhiều mảng miếng lắp ghép. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Mình sẽ đi một vòng cái đường đó nha. Trời ơi, bạn này xây thành đây rồi. Ồ, né qua nha, cái chân hư của bạn nha. Rồi đi tiếp luôn. Wow, con đường này là gọi là con đường nguy hiểm nè. Đây là con đường các ván gỗ. Ôi trời 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 trời. Cái này không phải chướng ngại của con nít không đâu nha. Thấy cũng khó khăn cho người lớn luôn trời. Thiệt chứ. Cái này mình đi không biết có bị la không. Thôi, không ổn rồi, không ổn rồi. Rồi, nói chung là cái đường này nó sẽ bao bọc cái khu vui chơi của trẻ em. Mình không đi tiếp được rồi, mình thấy nó mềm quá. Mình sợ là mình sẽ bị té đó. Ôi, sao tối thui vậy. Ôi trời, khủng long. Khủng long, mọi người ơi, tự nhiên xuất hiện con khủng long. Khủng long tới, khủng long tới. Bây giờ mọi người thấy khủng long không? Đó, nó được bắt cho em đó. Khủng long bị đánh đập rất là dã man, cảnh tượng khủng khiếp. Mình sẽ tới cái chỗ gọi là phòng cầu cá. Đây. Cầu cá hả? Ghê vậy. Ủa, Vi giải thích cho bố câu cá là cái gì vậy? Mấy con cá hả? Mình sẽ bắt mấy con cá. Bắt mấy con cá đó làm sao bắt được hay vậy? Ta đưa cá cho Hiệp coi, cho chú Hiệp coi coi. Cá. Ồ, sao tự à, hít hả? Nó là một cái cục hít. Đặt con cá ở đây. À, đây là có một cái cục sắt, chắc là theo kiểu là cục hít rồi. Cá xong mình sẽ bỏ vô đây. Rồi, từ từ kéo lên, từ từ nha, kéo qua đi. Ừ chà, mới bắt được con cá luôn. À. Có hai con cá về nấu canh chua. Có mấy cái lỗ bự dễ hơn kìa. Đây đây, cái lỗ bự này dễ hơn nè, cái lỗ bự đây nè. Đây đây, cái lỗ đó đó, nó dễ hơn. Ôi chà, cái đó là gì? Cái đó là con gì vậy? Ê, đây nó là một con gà hả? Sao nó lại... Ôi, sao? Đây, đây. Sao? Đây là chỗ câu cá. Là dạng là mình sẽ có một cái dây câu, có cái đầu đồ hít. Sau đó mình sẽ thả xuống để mình hít những con cá. Con cá thì có cây đinh ở trước miệng đó. Thì đó mình câu cá. Mà cũng phải dễ lắm đâu nha. Ghê vậy. Sao lại con chó. Đây, đây là cái menu đây, đủ loại nước hết. Đó. Nhưng mà trung bình, giá trung bình là khoảng 90 ngàn. 90 ngàn một phần, 70 ngàn đến 90 ngàn một phần. À, mắc nhất 110 nha. À, xin tố bơ là 110. Có mấy cái rượu nữa thì mắc hơn.
Nói chung là khá là đầy đủ món, nhưng mà khi mà mình ăn thì mới uống thì mình mới biết được là nó ngon hay là dở nha. Bởi vì thông thường đi những cái khu như vậy thì mình nên chuẩn bị nước suối và nước ở nhà, tại vì người ta không có cấm cản mình mang nước từ bên ngoài vô, nhưng mà dĩ nhiên là không có mang bia bọt hay nhậu nhẹt được, mình chỉ có mang những cái bình nước giữ nhiệt thì gì đó để cho bé uống thì thuận tiện nhất. Nhưng anh thấy mấy cái milkshake ở đây đặc biệt nè, nhìn có vẻ rất là hấp dẫn, là ngon á, cho nên là mấy đứa nhỏ cũng thích gọi milkshake và soda để uống để cho có năng lượng hơn. Nhưng mà milkshake thì nó thấp nhất là 80 ngàn, cho nên là giá của mấy cái loại này nó hơi mắc. Mà nước trái cây cũng vậy, nước trái cây cũng rẻ nhất là 90 ngàn. Còn lại thì soda mấy em bé thích nè, mấy bé rất là thích soda ở đây nha, thì giá khoảng 70-80 ngàn thì mình thấy cũng ổn. Còn nước ngọt thì 40 ngàn. Ở đây mình không biết phần ăn nó to nhỏ như thế nào, nhưng mà nó có những cái combo set để mà ăn được cả nhà. Mình gia đình mình cũng gọi một cái set mà vừa có bánh mì bơ tỏi, vừa có khoai tây chiên, vừa có những cái xúc xích để cho mấy đứa nhỏ có thể dễ ăn được mà có năng lượng hơn trong lúc vui chơi. Đây là gà. Hồi nãy mình có kêu một phần gà mà vị gì anh ha? Vị hai vị luôn, mình kêu hai vị là vị cay, vị không cay. Thì nhà mình khá là đông người, có người lớn lẫn em bé, mà mọi người là người lớn thì chưa ăn gì hết luôn, cho nên là kêu khá nhiều món. Có cả pizza nữa, thì nhà hồi nãy là mình có kêu thêm một cái này nè, quesadilla 180 là nước có kêu, và pizza. Hồi nãy pizza gì? Hồi nãy pizza BBQ beef là dễ ăn nhất cho mấy đứa nhỏ. Giá cả một phần ăn ở đây thì riêng mình nha, mình thấy hơi cao, 165 là giá rẻ nhất cho một phần ăn ở đây. Nhưng mà thật ra với đồ Tây thì giá này là giá bình thường, giá phổ thông của khi nếu mà mình ăn đồ Tây quen thì mình sẽ thấy giá là khá là thông dụng. Thì xíu nữa mình sẽ thưởng thức xem là có ngon hay không nha. Combo mà mình gọi ngay từ đầu á, mà nó ra sau cùng luôn. Nó có khoai tây chiên, xúc xích với lại bánh mì bơ tỏi. Cái này là cái gì hồi nãy á? Xúc xích cuộn bột á. Nhìn hấp dẫn quá vợ. Gì ghê vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ô trời. Còn đây là gà chiên, một bên cay, một bên không cay. Vậy là gia đình mình đã trải nghiệm xong kiwi ra Planet rồi. Đây là một cái chỗ chơi rất là phù hợp cho gia đình vào dịp cuối tuần. Về cái khu mà playground thì mình thấy rất là sạch sẽ và rất là an toàn nhà cho các bé. Còn về đồ ăn á, thì mình nghĩ là sẽ thích hợp đối với những ai mà thích ăn những cái món Tây. Mong rằng gia đình mình đã mang lại nhiều thông tin hấp dẫn cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.